sampai kon kalam kira cimi bae kere đứng gặp gành suy thấp đồi cao thank you.
Thank you.
Hiện hình đẹp tựa
tiên nga mắt vượng ra ngà đôi vân tóc mai điểm sang được dắt chân chân cài Hãy subscribe cho
thăng mở hội đuôn tài cha đánh gắn lịch về đây tài ba một nghìn ngày có công tu dưỡng chắc chắn bất thường nghe một là sớm hôm nay tuần du khách đàn mây trời tối đen ẩm ẩm sông tố nổi đến nghe lục mà công chúa ngày yêu tiên tức để hai sản luôn trước chân làm bằng vượt sông kỳ lên đồng đăng ngóc vườn tiền căng căng giữa sông hỏi ra về bạn làng vừa hay mới biết mình vào mỗi sông
Bạn ơi mình một người tiếng hồn sừng.
30 mùng 1 hôm rằm 14
lại đôi mắt làm đằng đằng như châu ra bát bàn đền thờ đại tướng như bát bàn thiên gia châu cứu về trời như xưa châu chín tháng hướng về trời nguyện cai kiểm tỉnh lĩnh hầu trong gia bừng đùng sấm nổ dậy làng khắp cửa rừng sơn thiên giang vẻ khí đoan trang quân hoàng ba vẻ khí đoan trang nghe biết sự ra sơn thiên giang ông bảy nhắn ai nên đất bảo hải nên người phong huyền
bóng hoàng về ngày hôm nay thỉnh bóng hoàng về thần hôn khất đảo đăng nhang phụ thờ trong kinh có chỗ nào hay quang răng nhang thật cờ diệu lời tăng lòng chuốc chén nhu lòng mi trà thương mi chuốc mi chén trà cô dâng bình cát tiên dâng chén hết tay ông kim bàn trà ô long yến ý tưởng kim bàn mẫu đường trà long khi tựa nhàn hoàng bẩn tiền in minh đi hồng trà ba chén dâng mời thanh hương mỹ vị a đà bi a tân a tân a tân ngót bụi vị tân sơn lâm mi sân sân bảo diện mạo đường đường tươi nét ngọc quan hoàng bởi người tươi tốt trông đẹp khác nào xung quanh quan họ
cho chọn đạo làm tôi. Nay ông trên dọc như biển như trời, mà ơn ông hoàng bảy họ phạm con nguyện làm tôi cho đến trọn. Sơn lâm quan hoàng bảy người vang lừng cõi Việt, ông đi an dân ở quốc quốc lộc đàng đàng hà xa. Thank you.
nay quan hoàng vậy có nhủ rằng với họ Phạm ơi, đừng vội lo cái chi chi. Hôm nay nhất tâm mở tiệc ra hầu thánh, mà hầu ông hoàng vậy đây có tán một, thì lộc quý năm nay anh lại cho giải khắp đường đi, khắp ngõ về. Hoàng vậy thương ông lại tiếp lộc ông ban tài, ông cho cầu lên mà ước được trong gia chung lại thuận lợi. Mười hai cô tiên nữ chưa xa theo bất cô nàng cài quạt nghề nước hoa trà nghề sơn nghi lầm lầm vừa ý cũng vậy 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 đầu bộ gối tiên cô nàng đôi, tiên cô nàng đôi giống bộ hay đèn xe ngà tàu xưa móc móc tiên chân lạ và hằng nàng ba dâng hộp thuốc ngang nghe thế làm cửa ý ông bảy bảy hoàng trên đất sông lâm làm tử đốt 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 đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô tư theo tỏ tay ông móc móc tiên nhà hiền thuộc công cảnh thần tiên có ai sánh tính nét nhu mì cô sống nàng ơi tính nét 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 cô nhu mì đầu xuân dương hoàng con mắt tuấn mã để ông đi ông trong trong đồng, đồng. Dâng nghi khúc đàn thông miệng ca sáo thổi đàn ngũ âm nghe nón là dâng chiếc lược ngà tiên côn nằm nằm dâng nghi chiếc lược đôi tay cô tắm được chỗ chỉ chuốt ông bảy khen là cô khen tay mày yêu điều ái tay cô đàn chị yêu điều ái tay theo thầy cô theo một ấy đôi giày thế hồng hồng của ông muốn lượn bài bóng tiên côn nàng mười muốn nửa đêm đi ba ma sợ tí cô cầm vào đèn cô bước xa xa quạt nước nước pha trà tiên cô mười một đường nước cô pha trà ấm mỡ trên bình ngọc có đôi tay ngà cô sống trong ông
tiên gồm 12 cô bé đền Tân An, 12 quân nàng mà tiên nữ hồ xã đôi bên ông bà hồ. Bảy say cùng với ai đất ông say đi sông về mây, ông say cho đất nước giờ đây còn ai bình bình. Bát vạn hùng binh lệnh ông bảy truyền, bát nghi vạn chư tướng hùng binh ra An. Quan hoàng mười xứng cảnh đền Nghệ An, ở huyện Tiên Bảng làm quan đất đất xây. Trời Nam có đức hoàng mười thông minh, trí tuệ cải thông minh, trí tuệ tuyệt vời, không nghe ai để chi dùng. Một đấng thiên tài văn thao, võ lược bà văn thao, võ lược từ trời, không nghe ai hoàng tiêu giao. Giao gì giữa ông ta tình tiêu giao, giao gì giữa ông ta tình thank you.
sớm khuya nhang khói tăng nhang phụng thờ cho dòng kinh có cho đà hồ khai quang long lang thập cờ sự quang minh chiếu thờ phương ngã tích tăng cúng sàng kim phục hoàng ân cần thờ tài mã dâng lên kính ngân tài mã dâng lên hoàng về tâu đối chúa phê dành dành phê cho chưa sinh tuy đẹp lắm thay ngắm
ngắm những sen cảnh ấy mà lòng mê hoang lại lên thơ. Trăm hoa buôn nở trong chiều khai hoang chúng chim sức ông người là văn nhân. Tiểu đồng nghe đón mi đã đòn mời rước nghi quan hoàng thập ngữ vô đèn ông đèn thơ. Tiểu tiểu ta ngỏ ngóng trong vậy đôi mà chính đức gửi thư tới quan hoàng nghe. Thêm thơ mười xem thơ ông hé miệng cười vỗ tay chào các thế ông mình được đến hôm nay. Thank you.
ngọc quan hoàng mời ngài phê tròn trên thạch bích họa vương đi độ yên đưa đường hoàng tử lộ chính trình mà chính về bản đền đây tinh tử tay bay đi nhân trước chén rượu đào nhất tuần xưa dâng nhất nhất tuần xưa dâng lên trên điện ngọc để các ho lâng lâng bờ làm mời sức quan hoàng mời sinh các ho lâng mời sức quan hoàng tay thiên nghi xót chén rượu đào nhị tuần á dâng lên kính vua dâng lên tà mẫu các o lâng bờ sức quan hoàng mời sơn các o lâng mời giữa công bôi chúc chúng rượu đau tam tuần chúng dâng lên con kính mua dâng lên con bạch mẫu để cả co lông lông bơi làm bởi sức quan hoàng mười xuôi các co lông lông bơi làm bởi sức quan hoàng mười xuôi bao đền ngọc đêm ngày
đêm khỏi nhà. Đồng thì hoàng có hẹp hòi chính, ông thương ghé ông gian lan bất bà xứ chưa đấy tâm thèm vung ông mới về mới về được trong.
về nghe an ngàn mây xanh nghe thắm nắng núi sơ lòng này núi hồng soi vắng dòng lòng ba tiếng quanh quanh ca này hòa trong gió gió mây rộn đầu à thắp một những tuần an nha cầu xin quan nghe quan ban cho phúc lớn ban đắc nguồn mây suy ngược ném đông thượng cây bước chân đi quan hoàng đưa nỗi dắt tay hoàng nghe sẽ được giàu xa từ nghe án nghe người dáng lâm nơi này giờ đường xa anh chờ nhưng đâu mà gió xuyên về đông nghỉ sáng bóng quý quán hoàng ngật ngây xem trước gần xa xem mai hữu duyên hoàng thượng ông thương cho thành đồng ngày ngày dầu vẫn sáng xuyên cúi xin ông người ông bác tay tiếp lộc dài lâu dù trần gian nghe không còn vẫn thương quan hoàng ngày ngắm xem ai nhất tâm thanh hoàng thường nghe ông thương cho thành đồng nghề ông dầu ngân lực tiếng nghe tiếng ca văn đàn dược hoa vui ngự trần gian đẹp dạng nơi sáng lấy lấy sai ra người chân gian ban lộc cho các thánh đồng nghe thuyền ai thuyền nè về thuyền ai thuyền nè sông ngược mênh mà có
phải cô thơ nào để nhịp họ quan 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 họ quan dưỡng người lên quan quan ngày quan ra khắp nơi nhã nhạc mình quan sẽ người đang ở trên thiên thiên sẽ là thầy già nhang xạ đã mùi cơn gió đưa nghe nhang xạ mời cô nhất đi sang trời đất Nam thành sa la ra bồng lai là cảnh thiên thai con tú cô đôi thượng đại thầy sa la ra là bóng cô bơ điển danh là bóng cô bơ lên tô xuống dòng của tòa dưới thoại cùng mẹ sao thế ra tứ tổng tây hồ của tư trời nghe tứ tổng tây hồ mẫu sai cô xuống nghe để này anh lên nghe hầu cận cô bà cô tư hầu cận cô bà anh ra con năm xứ lân cũng thỉnh mời con năm người đến xứ lân hãy qua sông hoa tới ngôi đền thờ cô năm năm thánh giá đệ tử con dương bài văn tấu cũng thỉnh mời cô sáu động đồng sơn trang thánh giá cô bảy kim sao cũng thỉnh mời đến cô năm bảy kim sao đêm đêm có mắt mắt phóng đào hoa ca thánh gia người cùng nghe cô tám đời trẻ dương văn cô tám đời trẻ mời cô tám đời trẻ anh thánh gia người cùng nghe tóc ngát hương làn gió mưa tóc ngát hương làn trăng soi chín giếng lấy vàng long lanh thank you.
Thank you.
hàn dày tôi từ xương dương san đựng đồng vốn xưa hậu sòng sơn. Và sáu la là xương có đôi quạt hà, và sáu la là xương cô tập mà tới quạt cô chính lại thương đến thanh đồng tình tình tăng tính tình tình gió lộng sơn hà cô chính quạt cho nghe gió lộng sơn hà quạt cho tình tiên đàn
tình 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 tăng tăng tình 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 tăng tăng Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tiên xuống đây, giáng tiên xuống đây, giáng tiên về đây trong khúc mình nhạc vui vang khúc ca lời vang khúc ca lời ca. Bạn về đây linh thiêng, cô về đây đây ban khúc cho thành đồng, ban khúc cho thành đồng, ban khúc cho thành đồng. Về đó tháng ngày trước tiên vô trường xuống, anh vô trường xuống sơn hạ thu đông biên chữ để đàn trong cơn cô đời hoa ngàn hoa thắm tươi, ngàn hoa là hoa thắm tươi nhẹ xin anh nô chào mừng hát khúc ca vang quỳnh nhân chữ trà mi đuôn đón bắt đào rực rỡ đua trên thơm thơm là nhánh là rừng y y a lên rất cao mà xem nghe rất cao rồi đi xuống đèo. Nhìn lên trên đây cô bé, đây cô về là đêm. Nhìn xem cô xinh đẹp xinh như hoa đẹp tươi sao là thường. Hoa ngàn hoa thắm tươi, ngàn hoa thắm tươi. Cô bé hỏi rằng như thế đã đủ chưa, hay là chưa đủ vì chưa có nào dừng giờ xin cô hãy bật tay vào. Lầu giúp mắt thành tươi mà chả chớt nơ thước thương xong được rất cài châm gió hoa đây thoáng thoảng mùi châm gió hoa lây thoáng thoảng mùi châm châm đang nỗi
trời khắp nơi, chúng quanh những mưa rộn ràng đất tiếng ca mừng một mùa thu sáng nghe chi lên đây rộn ràng nghe hòa bình nghe trăm năm mới dốc cao ngàn trùng nghe hài hoa khi giàu chơi khắp nơi chính quanh những lúa chào mừng hát khúc ca vang vang người biên lưng hôm nay bay về bàn đền đấy khuya sớm ra vào cửa đền cô
sơn minh đi cầu xa hai tay cộng hòa bước đi màn đầu cầu quỷ cầu dặm xa xa đường cậu đi, muốn dặm xa 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 đi, cánh ngàn mây thảo bút hoàng đi cậu để lại, cậu hoàng sơn.
đồng mấy núi cao mấy sông cũng lội mấy đèo cậu cũng qua thì xa xăm mà đường cậu đi bên dọc xa thanh nghi ngàn thanh thảo bút bút hoa cậu đề bài Thank you.
Sẽ đời được ấm cậu rất đẹp trai thánh mẫu ca rằng cậu rất là đẹp trai mày ai mắt phượng chán cao cao sông dập dập rửa nhạc nào kê ta ca
Này cậu. Xích sáo. Xích sáo. Biết lần nữa cậu. Phàm trần ai dễ biết đâu khắp hòa tan thật ngào.